Xin chào các bạn đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ ra vườn lại đi ăn trái cây nha các bạn. Hôm nay á, tại người mình không có nặng ký cho lắm, mình xù thêm cái đầu tóc nha các bạn. Đây, tóc xù của mình mới xù. Mình xù giả thôi nha các bạn. Mình đang con rết á, mình ngủ qua đêm cái là nó được giống vậy. Đó, các bạn nào muốn xù giống vậy thì cứ xù giống mình. Ê ha, bên này cũng vậy. Muốn xù giống vậy thì xù giống mình. Hai bên đều như nhau. Thì mình làm như thế này á, tóc mình sẽ không bị hư. Nếu mà mình dùng cái máy nóng á thì tóc mình nó sẽ mất cái chất gì á ta, protein hả, nó bay, nó bốc khói hết, làm cho tóc mình nó sơ sát. Cho nên mỗi lần mình xù tóc là mình ngủ qua đêm là mình đan con rết, sáng ngày mai thì mình sẽ được cái đầu tóc giống như vậy, rất là đã. Thì bây giờ sẽ đi hái trái cây thôi, khoe đầu tóc xong rồi các bạn đi hái trái cây nha. Hôm nay sẽ được ăn nhiều thứ lắm đây, mời các bạn đi theo mình hái trái cây. Hôm nay cây sung rất là ưu đãi mình các bạn. Năm này trái sung nó ra trái rất là bự nè các bạn. Chưa bao giờ mà mình thấy được một trái sung mà nó bự như bây giờ nha các bạn. Nhìn nè, đó, ngon chưa? Ở ngoài chợ Mỹ á, thì bán sung 5 trái là cho 5 cho đến 6 đô la một trái, chạy một trái khoảng hơn đô. Đó, nhưng mà cái trái sung nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Chưa bao giờ mà mình phát hiện được ở chợ một trái sung bự như vậy. Lần đầu tiên mình trồng được trái sung bự dữ các bạn ơi. Wow. Rồi chấm ăn nha. Một. Đây các bạn. Nó ngọt mà nó giòn giòn, nó sực sực, nó thơm gì đâu. Mình hái xuống luôn nha. Đây, chấm ăn này các bạn. Cỡ như thế này là ăn rất là ngon. Cái hộp đó nè các bạn. Wow. Sung này là sung tím nha, ở trong này. Các bạn thấy không? Hột rất là nhiều, ngọt, thơm, giòn. Có thấy rất là nhiều mũ các bạn. Cái nhựa của nó đó, nhưng mà nó không có bị chát nha. Chấm muối ớt hết sảy nha. Wow. Ngon lắm các bạn. Cái hộp của nó đó, mình nhai á, nó giòn rụm ha, mà nó ngon, thơm. Ăn như thế này vừa, không có quá ngọt nha. Chứ mình để mà nó chín rụng á, nó rất là nhiều mật. Trời gió lung linh, nắng đã nhạt rồi, bây giờ hơi lạnh lạnh chút xíu, đứng ăn trái sung thú vị. Cái hột nó ở trong á, y như là trứng kiến đó các bạn. Nhiều bạn mình thấy làm gỏi trứng kiến ăn đó các bạn, thấy cũng ấn ớn thiệt. Ngon mà ăn từ cái cuối trái sung cho đến đầu trái sung đều ngon hết trơn. Số 1. Cảm ơn cây sung. Cảm ơn công sức của mình. Lâu lâu mình tưới thôi à. Mình không có bón phân lắm. Rồi, từ cây sung chuyển qua cây mận Mỹ nha các bạn. Mận Mỹ thì mấy ngày hôm nay á, nó chín quá, cái bắt đầu nó rụng. Nó rụng hồi sáng gió thổi rụng hai trái. Bây giờ mình không có còn đợi khách được nữa các bạn ơi. Thì có trái nào chín thì mình hái đi. Khi nào khách lên thì khách lên. Bây giờ chắc khi nào lên là có gì hái nấy nha các bạn.
đây các bạn ơi, đây là cây mận Mỹ của mình, rất là dễ thương trong cái mùa hái trái cây của mình á. Thì đây là cây mận, mình sợ nhất á, là những ngày mà không còn những cái trái mận này để quay cho các bạn xem. Thì bây giờ cũng tới ngày, giống như là ngày hôm qua hay hồi sáng đó, gió thổi một chút xíu thôi là trái mận nó rụng nha các bạn. Tại vì nó đang chín mọng nè, các bạn xem cái trái này nè. Đó, nó mọng, các bạn xem. Nhìn mọng thấy đã ha. Rồi bên kia nữa, không biết mình để dành tới bao giờ. Thì đợi khách xuống nhưng mà bận chưa có gặp được đó các bạn. Mận ơi là mận, gì đâu mà nó mê. Đó, mê từ đầu mùa video cho đến cuối mùa video vẫn còn mê. Bây giờ hái không nỡ hái. Rồi, leo lên cây mận là phải ăn các bạn ơi. Ăn không cần chấm muối nha. Hôm nay là ăn là thưởng thức toàn vị của cây mận. Đây, hái trái này nha. Các bạn xem, mỗi lần mình cắn cái mận này, nó mọng nước quá đó, nó rất là nhiều nước luôn. Cái vỏ thì chua, ở trong thì ngọt, ngọt mà ngọt mọng, ngọt thơm, thơm ngát luôn. Hôm nay á, phá luật à, ăn trái cây cho no bụng thôi. No thiệt no mới vô nhà. Quá đã luôn. Ăn hết cái này là tối khỏi ăn cơm nha. Hái đây. Wow. Ở trên này nữa này, các bạn xem cái cành của nó nè. Thấy đã không? Đó. Lại tiếc không dám hái nha các bạn. Ngộ ghê. Đây, trái này chín đây. Nó mềm là nó chín, nó mềm như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Phải nói là nó ngọt. Chưa có một cái loại ngọt mật nào mà nó dễ chịu như cái mật ngọt của cái mật Mỹ vàng nữa các bạn. Nó ngon. Nó nhẹ hơn mật ong nha. Số 1. Wow, ngon quá. Trái này là nó chín. Nó chín quá, nó khô luôn nè các bạn. Nó khô nha. Ngọt quá. Phải nói là ngon. Cảm ơn ông thần thiên nhiên. Năm nay mưa thuận gió hòa, thời tiết rất là vừa vừa, không có những cơn bão nha các bạn. Cho nên những cái hoa nó đậu rất là chắc chắn, cho nên nó ra trái nha. Nói hái thì hái mấy trái thôi các bạn, cũng tiếc không dám hái luôn. Đợi được chừng nào thì đợi thì tới đó rồi đã hái, chứ bây giờ hái thấy tiếc quá. Tới khách lên không có cho khách hái. Thôi kệ nó đi, khi nào rụng thì rụng, rụng thì mình mới hái nha. lại đợi tiếp các bạn ơi. Đã trèo lên tới ngọn của cái chùm mà bên phía bên phải rồi nè các bạn. Đây, cái chùm mà mình hay quay cho các bạn xem, nó ở xa thiệt là xa mà mình vẫn trèo tới luôn. Sẽ hái cái chùm này nha. Hey, nó chín quá rồi, xem đã trên này các bạn. Đó, wow. Đó. Đây các bạn, được hai trái rồi, hai trái rồi, rồi rồi rồi, hái tiếp, hái tiếp. Những cái trái nào thiệt là mọng mềm mình mới hái. Đây, hái luôn cái cuống nha. Đó, luôn cái cuống để được lâu lắm. Cưng không? Nhìn y như là lòng đỏ trứng gà các bạn. Wow, mình nói mình hái cuốn mà sao mình giật ngang vậy? Mấy cái này còn được nè. Mấy cái này mà nó chín, nhìn qua mà nó đỏ đỏ là mình hái hết. Đây, cái đó bầm bầm là các bạn biết sao không?
gió đó nó cọ cọ nhau rồi nó trầy cái trái chứ không có sao hết trơn á. Hái không tới nè các bạn, kéo xuống một tí. Wow, dễ thương, ngon cực kỳ. Các bạn thấy mọng không? Nhìn không dám hái thiệt chứ. Một trái. Với. Wow, cái này nó chín quá sức, chín rồi đó các bạn ơi. Rồi trái này mai mốt hái. Này chín nè, hái luôn. Này quá chừng là ngon. Trái này mới ngon nè. Hấp dẫn không? Đó. Rồi hết cái mùa mận vàng này á, sẽ tới mùa mận tím nha các bạn. Mận tím là mận của nhà em mình á. Đó. Hái được chừng này rồi các bạn ơi. Rớt xuống đất luôn, bu lên cây kia nó ngã ra các bạn. Thì còn một mớ nữa, chắc mai mốt hái thôi. Té rồi các bạn ơi, không hái nữa đâu. Rồi đây là nho. Đó, các bạn nói chị ơi, mới vừa rồi em thấy nho nó hườm hườm, bây giờ nó chín chưa? Đây nè các bạn. Đó. Nó chưa có chín nha các bạn. Nó về đây. Bạn xem cái chùm nho nó đáng được là sang năm phải trồng thêm 10 cây nữa không? Coi, nó tốt mà nó căng như thế này á, nhìn là chảy nước miếng rồi. Ăn thử cái trái này thử xem sao nha. Nó hườm hườm rồi đó. Hy vọng là không có chua. Chua hiền từ, chua đáng yêu, chua chấp nhận được nha các bạn. Cái này chua mà nói chung là chua ngon chứ không phải là chua mà chua bỏ chạy nha. Chua mất dép như trái thù lù á, cắn vô một cái là chạy mất. Mất nguyên đôi dép luôn, không phải mất một chiếc đâu. Đó các bạn, thì thử rồi, thử luôn trái sống luôn ha. Chùm nho ở trên hỏi mùa hè đáng yêu như vậy. Ai mà không thích. Hôm nay mình làm đầu tóc này nhìn cũng đẹp chứ bộ ha. Đó, thôi ăn thêm một trái còn xanh đi. Màu xanh thử nó xem sao. Các bạn ăn trái xanh nha. Xanh nào vậy? Trái cây năm này sao kỳ, các bạn có đi theo mình hoài vậy. Mình đuổi nó không đi, nó có theo mình hoài. Trái xanh. Ăn cái trái này chua quá mà muốn lộn cái lưỡi ra, bề phải ra bề trái lộn vô bề phải. Nó chua lắm. Thôi nó chua lắm nha. Thử tí thôi, thả lại chỗ cũ. Còn nhiều. Nhiều chùm lắm. Đây nữa nè. Ở đây nữa. Rồi bên này nữa. Nhiều nho lắm các bạn. Quay hồi không hết luôn á. Trồng cây nho chút xíu thôi, trong cái chậu mà quá chừng luôn. Rồi cây mận hái được một mớ mận nè các bạn. Đây thì hôm nay mình đã hái được một mớ mận gần cây mận nè các bạn. Rất là ngon lành, vô cho mấy đứa con mình nó thử nha. Đó, rồi hàng xóm ai có muốn thử thì mỗi người một trái. Cây táo này là honey táo các bạn. Mình trồng chắc cũng từ năm 2017 đến giờ đó. Giờ trái nó ngon lắm. Trái này nó giòn mà nó ngon. Năm nào ăn cũng ghiền luôn á. Hôm nay thì đi hái những trái cây tròn. Chút xíu mình ra cây táo ở sau vườn á, nó cũng chín rồi. Triểu cành luôn, nó đổ qua nhà hàng xóm đi đụng đầu, hàng xóm la các bạn ơi. Nhưng mà thiên nhiên, la thiên nhiên thì nó cứ đứng vậy thôi. Vườn dâu tây nè, bát ngát là xanh tươi của mình. Bây giờ ngày nào cũng có trái chín hết á. Ngày nào cũng phải ra hái, đó là nhiệm vụ của cô Vinh. Nhiệm vụ của bà Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Có nhiều trái gồm đây các bạn, hôm nay nó chín. Wow, hôm nay nó chín thiệt là đã nè. Ngày hôm qua không thấy ta, hôm nay được hai trái luôn. Wow, một
trái hươm, một trái không hươm. Wow, hai trái nè, nhìn nè, trái này sao bị gì vậy? Này chắc do mình tưới nước nó trúng vô cái nhụy hoa, cái nhụy này nè, lúc mà nó đang thụ phấn á, cái bị nước vô là nó bị biến dạng cái trái chút xíu. Thôi hái thôi, hái trái này luôn ha. Cái vườn của mình á, các bạn nói sắp xếp lại cho nó gọn gàng. Bây giờ không có chỗ nào để mà xếp, các bạn ơi, nó chặt cứng rồi. Tại vì mình ham trồng nhiều quá rồi nó chặt rồi, bây giờ không nhúc nhích không được nữa. Chỉ đủ bước chân vô để mà hái thôi, kệ sang năm đi. Khi nào mua đất rộng đi rồi tính đó các bạn ơi. Có trái nào cũng hái được hết á. Hườm hườm, ăn hườm. Đây. Đây các bạn, nhìn dâu về sao dễ thương sao chị cho nổi. Đó, mình hái trái dâu mà nguyên chùm dâu nó ló lên, nó đợi mình nha các bạn. Đợi chắc cái này khoảng 3 tuần nữa là được hái rồi. Rất là nhanh. Dâu thường là kết hoa xong khoảng tháng rưỡi là nó chín nha. Đó. Chùm nào chùm nấy nó đổ vậy đây. Đã con mắt thiệt. Wow, bên này trái bự quá nè. Cái máy chuột này, máy làm cho chuột sợ nè, để mình tắt đi. Tí nhớ bật lên lại, thôi chuột nó tới nó phá hết trơn. Em thích trái cây, nhưng mà em không bao giờ ăn trái cây đâu, em chỉ lăn trái cây thôi. Vì sao vậy? Vì trái cây lăn đó. Wow. Tới đây là khu vực mâm xôi nè các bạn. Ngày hôm qua vắng không có hái mâm xôi. Đây, hôm nay nè. Đây các bạn, nó chín nguyên một cành vậy ha. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Nó chín là nó đen bóng luôn. Mà nó trĩu xuống dài, nguyên cành này chắc mình hái. Hái từ đây mà tới gốc nó chắc phải là 3 kg mâm xôi nha các bạn. Kể cả trái sống á. À, nhiều bạn nói chị ơi, chị bón phân chim mà mâm xôi nó ra dữ vậy. Cái này là trời bón nha các bạn. Cái này trồng cái gốc nó sâu sâu mãi ở dưới đất á. Cái này là mâm xôi rừng, cho nên á, năm nào cũng tự nó lên. Thiên nhiên dưỡng, mình không có tưới một giọt nước nào hết trơn á. Cái này là trái tự nhiên nha. Không tưới, không bón phân, không gì hết. Chỉ là hái thôi. Đó. Cái này thiên nhiên ban, ban tự nhiên vậy đó. Hái tự nhiên luôn, không cần xin phép. Không cần xin phép thiệt á chứ. Không hái thì nó sẽ rụng. Mà hái vừa ăn ngon, phải nói là nó ngon. Mâm xôi này chỉ mong trời khô ráo đó các bạn, thì cái trái này nó sẽ được lâu. Còn qua một trận mưa một cái là cái trái này nó hư hết nha các bạn. Trái này nó hút nước dữ lắm. Mưa xong là cái trái nó hút nước, nó phình ra cái là nó nhão. Nhão xong là nó hư à. Nhìn ngon quá. Chưa có năm nào mà mình được hái trái cây nhiều như năm này đó các bạn. Đó. Năm này ra sức từ tháng 2 mình trồng trọt đó, mình thay đổi đất. Đất ở trong vườn, tất cả những đất ở trong vườn thay đổi đất, thay đổi thùng, thay đổi cách bón phân, thay đổi đủ thứ hết. Thì năm nay may mắn nha, có kết quả rất là tốt. Cho nên cây trái hái hoài không hết. Rồi trái cây rừng nó cũng tặng cho mình đó, ngày nào cũng hái hết chứ. Hôm nay nó chưa có ngọt. Ngày nào mà có trời nắng nhiều là nó ngọt. Nay nó hơi chua chua tí. Chua ăn luôn trái còn sống mới đã. Tưởng tượng đâu là mấy 32 cái răng của mình nó chạy đuôi đâu hết trơn các bạn ơi. Nhai trái chua, công nhận nó chua thiệt. Cái chua nó còn sống, nó còn dễ chịu. Nó dễ chịu tại vì nó chua theo cái độ sống. Còn trái chín mà nó chua nó rất là khó chịu.
Tại vì cái vị của nó không phải, ví dụ như chín là quy định là phải ngọt mà nó chua, ăn nó kỳ lắm. Còn sống nó chua là điều hiển nhiên rồi. Ngon quá. Tiếp tục hái cho nó đầy cái mâm nha. Năm nào mâm trái cây nó cũng nặng trĩu trước khi mà mình kết thúc video, ngày nào cũng phải ra hái. Hái vui các bạn, hái trái cây vui nha. Nhiều lúc những video mà mình ra hơi chậm một chút xíu ở bên cái vườn cũ của mình nè, vườn Vinh Nguyễn Thị 1. Cái các bạn nhắn tin nói: "À chị ơi, em ơi, sao mấy ngày rồi không ra video ở kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nữa?" Hỏi: "Ủa có ra mà." Ý chị nói là video ở cái vườn của nhà em á, sao không thấy ra. Tự nhiên mình nghe mình thấy giật mình các bạn. Nhìn lên những cái video mình đăng á, là một video nó ăn và một video của vườn thứ hai là vườn của em mình á. Khán giả quen cái vườn mà mình đã làm video cho các bạn xem mấy năm trời đã quen rồi đó. Vắng mấy ngày không quay, cái bắt đầu nhớ. Đó, nhớ nhắn tin nói sao không thấy quay vườn. Còn mấy cái vườn kia là không phải là vườn, mấy vườn kia chỉ là phụ thôi. Cho nên đặt cái vườn này là vườn của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Mình nghe mình rất là vui nha các bạn. Vui hơn cái vui và hơn cả cái mừng và hơn cả cái hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Vui quá ngứa đầu luôn. Nay điệu làm tóc cho xù cho cố vô chút xíu nó bị la nè. Biết chắc là bị la. Ra vườn mà không có ra phong cách ra vườn. Ra vườn là người ta phải mặc áo rách rách, mặt mày phải lấm lem. Bữa nào mình làm nha các bạn. Rồi nhìn phải dơ dơ tí mới là đúng ra vườn. Chứ ra vườn mà xù tóc với đánh son đánh phấn. Mình làm như vậy để làm chi? Để lên hình tôn trọng khán giả. Giống như mình xấu lắm, nhưng mà mình cũng che bớt cái xấu của mình để cho mình đẹp lên tí, mình vui lên tí, để các bạn nhìn nó vẫn sáng mắt hơn tí ha. Đó, nhìn nó vẫn đẹp hơn. Thấy chưa? Ai mà không thích cái đẹp. Đó, đó, đẹp chưa? Chứ lâu lâu á mình cũng không trang điểm đó. Không trang điểm tuy các bạn nói ô như vậy được, nhưng mà mình thấy da vẫn không có đẹp các bạn ơi. Mình lớn tuổi rồi, bây giờ mình không trang điểm nhìn da mình nó kỳ kỳ lắm. Bỏ tí phấn lên cho nó hạ độ tuổi xuống bớt. Đây các bạn, quá chừng mâm xôi ngon quá. Mấy trái như vậy là hư rồi. Mấy trái mà nó đen bóng như vậy là được nè. Trái nào mà nó hết độ bóng là nó mềm. Còn trái này mới chuẩn bị chín nè. Đó, nó có rất là nhiều thành phần. Trái này mới kết bông. À, từ bông xuống trái nha. Trái này đang lớn. Còn trái này là chuẩn bị hườm. Còn trái này là hườm nè. Hườm thiệt sự. Còn trái này thiệt là chín. Đó, nó có 4-5 thành phần để đi vào một trái chín. Và kết cục của nó là một trái rụng và hư. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai. La 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 la. Phải không? La 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 la. Bài đó là sao ta? La 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 la. Anh có muốn đưa em về không? Tập hoài mà không được nha các bạn. Anh có muốn đưa em về không? Mấy bài nhạc trẻ, những cái nốt nhạc á, nó cao rồi nó trầm, rồi nó phải luyến lấy, nó rất là khó hơn những cái nhạc bolero nha. Những nhạc bolero mình hát rất là dễ. Ví dụ như bài hát về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua. Rồi gì quên mất tiêu. Mình thuộc nhạc, cái nhạc, cái nhịp mình thuộc, nhưng mà cái lời mình không thuộc các bạn. Có bài gì nữa không ta? Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai, mưa
buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, thương tiếc không nguôi. Mưa từ đâu mưa về, làm cho lá cây rơi tả tơi. Phải chăng mưa buồn vì lòng người, mưa sầu vì tình đời? Biết có đúng không nữa? Không thuộc bài hát. Cái này mình hát phải có bài hát ở trong tờ giấy á, cái mình nhìn mình hát nó dễ. Ngày lấy chồng, ngày lấy chồng, em đi qua con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng cái đang bay theo em. Bướm vàng đã đậu cây mù rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Cái nhắc tới hát mới mắc cười các bạn. Hồi mình qua Mỹ chắc được 2 năm rưỡi hay sao đó. cái sao ta, cái có cuộc thi hát á, thi hát mà tổ chức ở những cái tụ điểm của người Việt Nam mình á, cái mình đi thi, mình như không biết có đóng tiền không ta, đóng không, hình như không có đóng tiền đó. Đi thi sao cái đi thi hát mà mắc cười, thi hát mà mặc áo dài mà mình hát những cái bài quê hương. Hồi đó mình hát cái bài hoa câu vườn trầu gì ấy, các bạn. Nhà anh có một vườn câu, nhà em có một vườn trầu gì đó, mình hát cái bài đó mắc cười. Tự mình qua mình đi hát vậy mà cũng có giải nha các bạn. Chứ hồi trước các bạn nói các bạn không có thấy trái này ở Việt Nam. Chứ lúc đó mình ở Việt Nam từ 0 tuổi cho đến 23, 24 tuổi mình có bao giờ được chạm tới cái trái này đâu các bạn ơi. Tới khi qua Mỹ mình mới biết cái trái này đó chứ. Qua Mỹ năm 2000 lẻ mấy đó, 2007, 2008 vậy các bạn. Mình có bầu á, xong má chồng mình nói con có thèm chua không, cái nói thèm, cái má chồng chỉ ra cái cây ngoài hàng rào, nói mày hái một trái mày ăn thử đi xem nó có chua không. Cái mình hái một trái mình bỏ vô miệng các bạn, mình bỏ vô miệng mình nhai một cái là mình biết cái độ chua của nó, là nó chua mà nó chua mà đến nỗi mà em bé ở trong bụng muốn chạy vô nhà là mình chạy theo em bé luôn các bạn. Nó chua, lần đầu tiên mình ăn không quen á, nó rất là chua, chua chịu không nổi luôn á. Cái xong cái em chạy vô nhà núp vị chua nha, núp mình chập, cái bắt đầu cái tự nhiên thèm đó, thấy thèm vị chua nha. Tự nhiên mình có bầu mà nó hay thèm chua lắm, cái từ đó là nếu mà muốn trị thèm chua là ra ngồi vậy này, hái trái non nè đó, hái nè, hồi trước hái đó, hái cứ sau lại có kinh nghiệm ăn á, cứ tìm những cái trái hườm như thế này trộn với muối ớt các bạn, để khoảng nửa tiếng nha, xong rồi bỏ vô miệng ăn đó. Gà nó chua nó ngon hơn chùm ruột nữa, có cái là ăn nó thoải mái không có phải nhả hột như chùm ruột ha. Hồi mình mà mới bước chân qua Mỹ á, tự nhiên mình cảm thấy ở bên này sao nó khác quá, nó không có như mấy cái thức ăn vặt như là ổi xoài cóc, như mấy người bán gánh á, đi ngang qua cái cửa nhà cái là mình có mình mua rồi. Ở bên này là phải chạy đi chợ xa, mà lúc đó người ta cũng ít có bán đồ Việt Nam như xoài cóc ổi tươi á các bạn. Ta bán ở trong cái chai á, bằng chai á. Cái mình mua về mình ăn. Mình ăn xong mình sao các bạn biết không, mình khóc các bạn ơi, sao mà nó không
nó kỳ quá, người ta muối sao mà nó ngọt mà nó không có cái vị gì gọi là trái cây hết trơn á. Nó ở trong hộp mà có bầu tự nhiên cái hay khóc các bạn, có bầu hay xúc động. Bạn nào đang có bầu biết ha, mình cảm giác đó, cái tâm lý của mình có bầu rất là yếu luôn. Ai nói cái gì nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mà nó hơi lệch lệch chút xíu mình cũng coi quan trọng, có đầu mình buồn các bạn, ngộ ghê. Cho nên mình thấy ai phụ nữ mà có bầu mà mình không có dám nói gì hay là gì đâu, để cho người khác người ta phải suy nghĩ, người ta mệt đó. Nên mình thấy ai có bầu có thai mình thông cảm các bạn, chứ lúc mình chưa có mình đâu có biết có thai nó sẽ mệt như vậy đâu. Trong xa xa kia có một mớ luôn trái bự không, trái bự he, trái bự này hái mau đầy mâm lắm. Nhiều bạn yêu cầu là chị ơi đi hái mâm xôi đen không thôi, kể chuyện đời xưa đi, ngày xưa cái thời mình còn bé mà mình biết trí khôn á, là mình ở Xuân Tâm Xuân Lộc Đồng Nai nha các bạn. Đó, mình ở Đồng Nai, mình đi học lớp mẫu giáo. Học lớp mẫu giáo mà mình sợ nhất là cái cảm giác mà mình không chịu đi học á. Mà không biết sao cái mình sợ nhất là con roi. Mẹ mình cứ lấy con roi quýt quýt vô cái chân mình, nó rát, nó đau. Mà mình nghĩ là mình đang đi rồi, mình đang chịu đi học rồi mà sao mẹ cứ đi ngồi sau quất hoài cái chân, quất mình hoài á các bạn, mà mình đau, mình vừa đi vừa khóc nữa, con nít mà. Cho nên á mình nghĩ là có con có cái mình đừng có nên lấy roi quất con, giống mình chỉ nói thôi. Giống như cái thời xưa là cái thời xa xưa đó, cái thời đó hay đánh con á, nên là sau này mình có con cái mình không có dám, mình chỉ nói thôi các bạn, chứ không có, mình không có dùng roi, chỉ nói thôi à, hay dọa dọa gì đó thôi chứ không có đánh con đó. Mình nói nhỏ nhẹ những cái lời mà khuyến khích con mình, hoặc là những cái lời động viên con mình, rồi mình hay giỡn hài hay là gì để cho con mình nó vui. Giống như một ngày là mình hay giỡn hài, bữa nào đặt mấy quay phim quay mình giỡn hài con mình nó vui nó cười, mình làm đủ trò hết các bạn. Rồi tối lại là mình chơi cái gì các bạn biết không, chơi ru con với là kể chuyện ngày xưa. Giống như mình kể, mình tự bịa ra câu chuyện ngày xưa ở Việt Nam, mình kể funny á các bạn. Con mình á, mình nói là cái chuyện này là tự mẹ nghĩ ra mẹ kể nha, chứ không có thiệt. Vậy mà nó vẫn thích trước khi đi ngủ được mẹ kể chuyện. Rất rất là kể chuyện vui thôi các bạn. Như chuyện mấy con thú vật hay là mấy này mấy kia rồi đó, nó vui lắm. Đó, mình kể vui thôi, mình kể câu chuyện, cái nào là câu chuyện cốt truyện, nào là có thiệt thì mình sẽ nói là có thiệt. Còn cái nào mà mình nói tự mình nghĩ ra mình kể là mình cũng sẽ nói cho con biết. Nhưng mà nó vẫn, tối nào nó cũng nói mẹ ơi, đứa lớn của mình vậy, đứa lớn mười mấy tuổi rồi cũng nói mẹ ơi kể chuyện. Kể mà kể vui lắm nha các bạn. Bữa nào mình sẽ lặp lại những câu chuyện mà mình kể cho con mình á, mình kể cho các bạn nghe. Cười mà không nhặt được răng. Có khiếu kể chuyện nha. Để bữa nào sẽ soạn những câu chuyện tự mình suy nghĩ ra mình kể cho các bạn nghe, nó vui lắm. Không quên quay lại cho các bạn thăm những trái táo màu hồng, ruột màu, trái táo màu tím, ruột màu hồng á. Ngày nào nó cũng phát triển lớn lên tí mà mình không biết á các bạn. Nè, đó, gió thổi đông đưa ở trên cành, rất là trên cao này, rất nhiều. Ở phía sau này cũng vậy nè, nguyên một cành ở phía sau này luôn nè. Đó, nó triểu hết trơn trái nè. Cành này mình cột lại giùm thôi, đem bên này nữa nè các bạn. Rất là nhiều luôn. Để cái mâm trái cây tới đây tìm dâu tây. Những cái thùng dâu tây mình để, mình bật cái đồ chống chuột lên. Đó, chút nữa mình đi mình nhớ tắt nha. Thôi mình quên là nó ăn hết. Đây có hình trái hườm này, mình thích ăn hườm mình hái các bạn ơi.
cái trái kia mình tiếc á, mình để lại nè, nó bị cắn rồi nè. Bên này cũng có một vài trái nè các bạn. Dâu tây. Dâu tây giống này nè các bạn. Trồng nó thiệt là đã nha. Giống này nó vừa giòn mà nó vừa cứng. Nó vừa thơm nữa. Vừa ra trái nhiều nữa, nó đủ hết á. Cái loại này nó tên là Abian, còn cái loại nãy mình treo á nó tên là Lauren. Rồi, đã hết rồi đó. Nó có vài trái thôi tại nó chưa vô mùa. Vô mùa chính thức vào mùa 3 là tháng 9 nha các bạn. Tháng 9 ngày mấy đó là vô mùa thứ 3. Đấy, nhiều bạn hỏi là chị ơi, mua cái giống trái thù lù này ở đâu vậy? Trái thù lù này các bạn. Cái giống này mình ra chợ đó, mình mua cái trái thù lù về, cái mình lấy hộp mình gieo xuống nó cũng ra trái nha các bạn. Đó, thù lù rất là dễ trồng luôn. Thù lù các bạn thấy ở tất cả các chợ mễ, chợ của người Mexican rồi chợ Mỹ rồi đó, người ta bán mấy cái trái để về nấu canh chua hoặc là mình làm gỏi đó. Mình mua cái trái về mình lấy hộp mình gieo là lên cây ha. Tới khu vực này thì mình thăm lại cây táo tàu các bạn. Đây là cây táo tàu của mình nè. Nó tên là Lizuzubi. Đây các bạn. Bạn nào thích thì trồng. Ý bữa nó chín nó sẽ như thế này nha. Mà bây giờ nó đậu trái nè. Đó, các bạn xem trái của nó nè. Đó, rõ ràng hai trái. Rồi rất là nhiều bông. Đây đây, nguyên chùm này nó đậu hết trơn rồi nè các bạn. Hy vọng là nó lớn lên nha. Năm ngoái tự nhiên cái nó đậu trái bằng có chừng bằng cái hột đậu phộng thôi là nó vàng nó rụng hết trơn. Năm này hy vọng hai cây táo này nó sẽ đậu. Mình tới đây làm chi các bạn? Tới đây ăn lê. Tới gần cây táo mà ăn cây lê ngon. Ngon nó có ngược đời không? Đây. Lê này nó ngon phải nói luôn. Nó ngọt. Nó giòn giòn, mình ăn hườm nó rất là ngon. Còn mình để chín nó sẽ không ngon. Cho nên mình tranh thủ ăn mấy trái cho nó ngon nha. Wow, lê nè. Nguyên cành lê nè các bạn. Có cái bài học gì hồi ở bên Việt Nam cái gì? Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Mình học á mà mình không tưởng tượng ra được cái cây lê nó như thế nào. Ở bên Việt Nam mình chưa có biết cây lê nó như thế nào, mà mình cũng chưa bao giờ được ăn trái lê. Lúc đó coi như thiệt á, lúc đó mình chưa được ăn trái lê thiệt á chứ. Mình chỉ được ăn trái hồi bên đó gọi là trái bom, trái gì á, của bên Trung Quốc á, đưa qua bán mà trái mà thơm thiệt thơm. Mình chỉ ăn trái đó một lần thôi. Đây các bạn, hái à. Giờ qua bên này siêu tầm đủ loại trái cây trồng ăn cho đã nha. Ở trên cao nữa nè các bạn thấy không? Trên cao nè, trái quá chừng luôn. Wow, còn kế bên này. Kế bên này là hàng xóm cây lê là cây táo nha các bạn. Đó, nó triểu cành như thế này coi. Coi ai mà không thích. Táo này chưa có thể ăn được. Khoảng ngày 15 16 tháng 9 kìa. Táo này nó mới chín, bây giờ ăn nó sẽ chua chát. Wow. Ra vườn chỉ nhớ tới cây lê, nhớ tới cây mận Mỹ thì hồi nãy đã ăn rồi. Mà thèm trái lê quá các bạn ơi. Chùi chùi tí nha, nó giòn mà nó ngon. Phải nói giờ chẳng lẽ mình đứng bên cây táo mà ăn cây lê. Đây táo nè. Đủ hết trái cây trong vườn các bạn. Giòn, phải nói nó giòn mà nó ngon. Ngon lắm các bạn. Trồng trái cây ăn bá cháy nha. Đừng có ngã là được rồi. Bên cạnh cái máy quay phim này, táo cũng lủng lẳng luôn.
nó ngon hơn ổi gấp mấy lần nha các bạn. Chả quá. Các bạn nói chị ơi, chị ăn cái gì chị ăn đi, chị đừng có nói. Mình thấy ăn mà không nói cảm thấy nó vắng đi. Mấy trăm người bạn các bạn thấy tập trung ăn thì mình phải nói để mình cảm nhận. Sao mà nó ngon dữ, sao mà nó giòn dữ. Ai mà trồng táo vừa đẹp mà vừa ngon dữ, có phải người đẹp đây không? Quá xuất sắc nha các bạn. Bỏ cái mâm xuống ăn. Khi nào mình sẽ ăn táo, mình đứng bên cây táo. Bây giờ ăn lê thì đứng cây lê. Lê này cái hiệu nó tên là gì, chút mình quay cho bạn xem luôn. Ăn luôn cả hột luôn. Cái hột nó giòn rụm. Nó thơm là ăn cả hột. Mấy hột giòn, ngọt, thơm lê, chua chua. Đã quá. Wow. Đây ớt chuông các bạn ơi. Năm này mình trồng ớt chuông rất là trễ luôn. Mình trồng hơi trễ nha. Mới nó ở trong chậu nhỏ đó, mình mới xuống giống chắc là được 5 ngày hay sao đó. Nè có trái nữa nè. Bên này có anh trái ớt chín này thử. Ớt chín rồi hái nha. Wow. Có cay không? Hái cho nó lớn lên trái khác. Nó có sâu nha. Nó có con nhện ở trong luôn. Đây. Nó đục lỗ lủng xong nhện vô trong đó làm ổ các bạn, màng nhện ở trong luôn. Không thể ăn nổi. Đây là cây Việt Quất màu hồng của mình. Mình trồng hồi trước mình trồng nó chắc mình bứng ra các bạn. Bứng ra để mình trồng thêm ớt, mình bứng ra cái chậu nhỏ nha. Xem, táo lùng kết trái nè. Ba hai trái nha, hai trái bự nha. Wow. Đẹp chưa? Đó. Các bạn thấy rõ chưa? Rồi trên này thì đang phát triển ngọn. Cái ngọn nó sao nó quăng quăng vậy ta? Bị sâu bệnh hả? Sâu bệnh là mình nhặt bớt cái lá này mình bỏ đi. Cái lá nào bị sâu mình nên cắt hết đi các bạn ơi. Rồi không để ý cây táo này rồi. Nó bị bệnh rồi các bạn ơi. Bệnh quắn lá rồi đây nè. Đây bên này có một chùm nè. Mình thấy đã không? Đó. Táo lùng. Lần đầu tiên năm nay nè, mình mới trồng táo lùng đó. Nhìn trái đã không các bạn? Tại đợt trước nó đậu rất là nhiều. Mà con sóc mới tới nó phá đó. Nó hái quá chừng luôn. Nó thả đây xuống dưới đất đó. Bây giờ nè, chắc khoảng ngày mười mấy tháng 9 là táo lùng này nó chín. Mình sẽ hái. Giờ sẽ kiếm lưới bao nha các bạn. Chứ để là sóc nó tới phá. Rớt trái ớt chuông các bạn ơi. Ổn quá, bỏ vô đây. Đi ngang qua nó rớt trái ớt chuông. Bây giờ thì cây, những cây Việt Quất mà lúc trước mình bày ra mình trồng á, bây giờ mình bỏ hết vô một cái chậu nhỏ các bạn, để mình trồng những loại rau củ quả mùa thu. Sau đó thì mình sẽ mùa đông xuống á, là mình sẽ trồng Việt Quất vô. Việt Quất nó phát triển rễ nha, trong mùa đông á, rồi tới mùa thu, mùa xuân chứ, nó nứt chồi lên, nó phát triển cành rất là nhanh, nhanh chóng trong một tháng á các bạn. Sau đó nó sẽ ra bông. Đó. Này hái mót thôi. Các bạn hái mót cũng được 1/4 cái hộp nho nhỏ ngoài chợ này. Ngoài chợ người ta bán cái hộp nhỏ nhỏ giống như bên Việt Nam mà người ta bán khoảng 100 gram.
khoảng mấy chục ngàn đó các bạn. Các bạn nói 100 gram, 150 ngàn hay sao bên Việt Nam á, nhiều bạn comment nói vậy đó. Còn bên này nè, khỏi phải chê, cái tay của mình nó đang dính mâm mâm xôi nha các bạn, nó hồng. Bên này là Việt Quất khổng lồ nè, hái hôm nay là lần thứ bao nhiêu, lẻ 1, lẻ 2, lẻ 3 rồi biết bao nhiêu rồi mà hái vẫn chưa xong, nó chưa chín hết. Đó, hái một mâm trái cây, một mâm trái cây đấy là rất là tốn thời gian các bạn ơi, hái hoài. Đây, nhìn cái cành này nó cũng chín nhiều đó hả, nhìn kỹ nè, thấy nhiều trái chín nè, hái cho hết đi để uống. Wow, ngày nào mà cũng đi hái vậy, không biết ngày nào cũng hái về chất đầy tủ lạnh các bạn ơi. Mình cũng có một cây lê trĩu trái bên khung cửa sổ nè các bạn, rất là đẹp cây lê này nè. Cái trái nó nhỏ nhỏ, xe xẻ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ăn nó ngon lắm, đặc biệt lắm. Mà nó chưa có chín bằng cái lê hồi nãy mình ăn á. Nè, nhìn trái ngon chưa? Không những cái chùm này nha các bạn, còn cái chùm trên này nữa nè. Đó, nó trĩu, nó ngã cả cành luôn. Chắc phải chống lên chứ thôi nó đổ. Ở đây nữa nè, nhiều trái lắm. Giờ trời nó tối tối rồi, mình vô trong kia mình hái ít trái táo. Cái hột này là hột bồ đào hay sao các bạn? Bạn biết hột này tên gì không? Hả? Nó có tên trong này nè. Đây, hồi đó mình mua là 49 đồng, 99 chạy 50 đô la nha. Mua mấy năm trời rồi, bây giờ trồng nó mới ra hột đó các bạn. Bạn nào thích thì đi mua về trồng nha. Nè, hột quá chừng nè. Đây nè, vô đây là khu vực gần cái nhà kho các bạn. Có một mớ táo này các bạn ơi, táo ngon lắm. Táo hồng bên này nè, chín trĩu cành luôn. Dỡ cái cành này lên đó, nhìn thấy rã lắm nè. Đó các bạn, hái vài trái nha, xem đã con mắt chưa. Hái vài trái đi. Một trái, hai trái, ba trái nè. Wow, hái mà tiếc các bạn ơi, tiếc thiệt cái chứ. Các bạn hái được hai trái táo rồi nè, tiếc cây táo. Tới khi mà hái táo là mình buồn, tại vì sắp hết mùa rồi. À, sắp tới qua tháng 9 là mùa thu nó xuống á, tự nhiên cái mình phải tạm biệt khu vườn. Mình hái táo là mình buồn lắm nha các bạn. Nỗi buồn nó nhỏ giọt mà nó kêu đột đột ở trong cái bao tử mình mà nó vang lên. Nó kêu buồn ơi, đừng có tới tháng 9. Tới tháng 9 là cây trái nó đi hết trơn theo gió mùa thu nha. Đó, đã quá, hái tiếp nha. Thử hai trái đi. Một trái nha. Đó, ba trái. Đây, tiếp tục thêm danh sách mấy trái táo vô. Hai trái ăn cho vui nha. Hai trái đi. Nó dài quá các bạn ơi. Vậy hai trái này được không? Trái này đi. Đây, ăn thử trái với muối ớt nha. Chùi chùi đi chứ. Chùi 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 chùi. Cái rổ nó nặng quá các bạn. Rơi. Phải nói là nó xốp xốp, nó chua chua. Chứ cái độ giòn của nó ít hơn trái táo mà đầu tay của mình nha. Mà vẫn ngon. Mình chấm muối nhiều quá. Nó rớt nữa các bạn ơi. Thiệt là mùa táo rụng.
tới mùa là nó rụng hoài luôn. Đã chưa? Vui quá các bạn. Đó. Rồi. À, ăn trái mận Mỹ nè. Chấm muối ớt. Qua wow, nó ngọt mà nó ngon, chấm tí muối thôi, ok. Tí muối tí ớt nè các bạn. Mời các bạn ăn trái cây vui vui nha. Ngon quá các bạn ơi. Sang năm á, chắc mình đi lùng, mình tìm thêm mận Mỹ màu vàng với màu tím với là màu đỏ mình về mình trồng nha các bạn. Mâm xôi nè, mâm xôi thì ngày nào cũng ăn à, với chua. Táo, dâu tây. Dâu tây có mấy trái bự nè, mời các bạn ăn luôn dâu tây nha. Thích đứng bên trái cây làm cảnh, ăn lúc hai trái luôn. Thôi ăn chi hai trái, ăn trái thôi. Đây các bạn, chấm miếng muối nha. Ngon hết sảy nha. Muối bột Hàn Quốc. Ngon quá các bạn. Mùa trái cây vườn của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ năm này rồi đạt yêu cầu, trả lại công sức của mình, cố gắng các bạn, đúng luôn, cố gắng bao nhiêu là nó cho bao nhiêu trái cây. Wow, ngon quá, càng ăn càng mê. Số 1 các bạn. Các bạn ơi, thì video hôm nay tới đây là mình xin dừng ở đây nha các bạn. Nếu mà các bạn xem video của mình với Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ, nếu mà các bạn cảm thấy yêu và thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã ghé đến kênh với Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thiệt sự là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt các bạn.